Hôm nay trong bản tin tổng hợp ngày 27 tháng 12 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do Việt Nam gắn tội hình sự cho một số nhà hoạt động chính trị Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, hiếu nại về đất đai vẫn còn rất bức xúc Hải quan cho rằng 19 nhóm hàng có nguy cơ bị Trung Quốc gian lận đội lốt hàng Việt xuất sang Mỹ. EU sẽ không gỡ thẻ vàng cho Việt Nam nếu còn tàu cá vi phạm đánh bắt. Và ngoài những mẫu tin đáng chú ý vừa nêu, chương trình chúng tôi còn có những thông tin và thời sự đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Trung Khang kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, một số nhà hoạt động chính trị thuộc diện Bộ Công an Việt Nam truy nã bị chuyển tội danh từ tội chính trị sang các tội danh hình sự khác như môi giới mại dâm hay nhận hối lộ. Hội anh em dân chủ dẫn nguồn từ trang web của Bộ Công an Việt Nam cho biết, ông Nguyễn Văn Tráng, ông Mai Văn Tám là thành viên hội này bị đổi từ tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền sang tội danh môi giới mại dâm. Bà Phạm Thị Lan bị đổi từ tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền sang tội danh làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, rồi sau đó là tội danh sử dụng trái phép vũ khí thô sơ. Ông Trần Minh Nhật, đảng viên đảng Việt Tân, bị chuyển từ tội danh không chấp hành án sang tội danh nhận hối lộ. Ông Thái Văn Dung, ông Lê Văn Sơn, cũng là đảng viên đảng Việt Tân, bị chuyển từ tội danh không chấp hành án sang tội danh xúi dục hoặc giúp người khác tự sát. Đã cho tự do liên hệ với ông Nguyễn Văn Tráng, thì được biết hiện ông đang lánh nạn, cũng khá lo lắng về thông tin này. Tôi có lên tra lại cái hồ sơ của tôi trên Bộ Công an ấy. thì tôi có thấy được cái sự thay đổi tội danh từ hoạt động nhằm vào đội chính quyền nhân dân trở thành tội môi giới mại dâm. Tôi thực sự cũng khá là lo lắng cái sự thay đổi nào nó cũng có cái mục đích không phải ngẫu nhiên mà Bộ Công an lại tiến hành thay đổi cho tội danh từ một người hoạt động chính trị trở thành một người tội phạm hình sự. Tôi có cảm giác đầu tiên là, là mọi thứ nó sẽ khó khăn hơn nữa trong tương lai. Ông Lê Văn Sơn trả lời RFA từ Mỹ cho biết ông không quan tâm đến những việc làm như thế này của chính quyền Hà Nội. Đến bây giờ thực ra thì tôi cũng chưa vào cái trang web của công an cộng sản truy nã xem là mình bị như thế nào bởi vì thực sự ra tôi thấy cái trò này nếu mà là sự thật của công an cộng sản Việt Nam thì nó quá là trẻ con, nó quá là ngu ngốc nhưng mà tôi cũng chả thèm quan tâm đến làm cái gì cả về nguyên do mà bộ công an thực hiện việc thay đổi tội danh từ chính trị sang tội danh hình sự ông tráng nghĩ rằng có hai mục đích chính thứ nhất là nhằm hạ thấp hình ảnh của những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại việt nam như cái cách mà trước đây nhà cầm quyền đã làm với các luật sư lê quốc quân hay cù huy hà vũ thứ hai nhằm khiến cho việc lánh nạn của những người hoạt động chính trị khó khăn hơn rất nhiều và khả năng bị dẫn độ về việt nam cũng cao hơn Ông Tráng trình bày Tôi cho rằng khi mà hình sự hóa cái tội danh chính trị ấy, Nó khiến cho cái sự lận tránh của những hoạt động trở nên khó khăn hơn rất là nhiều Đầu tiên là nếu mà họ xin quy chế tị nạn hoặc xin đi nước thứ ba ấy, Thì sẽ trở nên khó khăn hơn Các cái giấy tờ thủ tục nó cũng phức tạp hơn rất là nhiều Cái thứ hai đó là cái việc mà quy sang tội hoạt động Từ tội chính trị sang hình sự ấy, Nó khiến cho cái khả năng bị dẫn độ của họ tăng lên Tôi cho rằng có những cái mục đích như trên ạ Ông Lê Văn Sơn cho rằng khi chính quyền Hà Nội truy nã hay cầm tù những người hoạt động vì dân chủ, nhân quyền thì chắc chắn sẽ có sự can thiệp lên tiếng của quốc tế và động thái thay đổi tội danh này sẽ nhằm làm giảm bớt áp lực quốc tế. Tôi thấy khi mà những cái người mà lên tiếng đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, cho tự do, cho quyền con người tại Việt Nam khi họ bị bắt khi họ bị cầm tù khi họ liên quan đến chính trị thì rõ ràng là quốc tế họ can thiệp rất là mạnh và họ gây sức ép rất là lớn lên chính quyền hà nội vì thế cho nên cái việc mà chuyển đổi tội danh từ chính trị sang hình sự sẽ thứ nhất một mặt là cộng sản hà nội biến những cái người hoạt động đấu tranh chân chính trở thành những người phạm tội hình sự Thứ hai, nếu những cái việc chuyển đổi như thế này mà không có phản ứng gì thì họ sẽ lừa được dư luận trong nước cũng như là dư luận quốc tế và cái việc mà can thiệp của các cái chính phủ, các cái tổ chức đối với những cái người hoạt động như vậy thì trở nên khó khăn hơn. Chủ tịch Hội em Dân Chủ, luật sư Nguyễn Văn Đài cũng đã ra thông cáo phản đối việc Bộ Công an Việt Nam thay đổi tội danh trên lệnh truy nã của những nhà hoạt động nói trên, đồng thời kêu gọi các tổ chức quốc tế cùng nhau lên án hành động này của nhà cầm quyền Việt Nam. Ngoài ra, Hội Nam Dân Chủ cũng kêu gọi các chính phủ Hoa Kỳ, Canada, Australia, EU cùng với Cao ủy Liên Hiệp Quốc về tị nạn hãy nhanh chóng cho phép những người có tên nêu trên mà còn đang lưu trú ở Thái Lan được phép sang tị nạn chính trị trong trường hợp khẩn cấp, tránh để họ bị bắt cóc đưa trở lại Việt Nam như trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh và ông Trương Duy Nhất tình trạng khiếu nại về đất đai vẫn còn bức xúc. Tuy có giảm nhưng chủ yếu là các vụ việc tồn động phức tạp kéo dài, hồ sơ không đầy đủ. Đây là phát biểu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, phát biểu trong hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Tài nguyên Môi trường diễn ra sáng ngày 27 tháng 12. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng trong năm vừa qua, ngành tài nguyên và môi trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng dù phải đối mặt với sức nóng của vấn đề đất đai ô nhiễm môi trường, cạn kiệt nguồn tài nguyên. Cụ thể, ngành tài nguyên môi trường đã tập trung nguồn lực xây dựng các dự án luật, chủ động triển khai giải quyết những vấn đề liên quan chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt triển khai nghị quyết của chính phủ về phát triển bền vững khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Việc quản lý tài nguyên đất đai đi vào nề nếp, cơ cấu sử dụng đất chuyển dịch phù hợp, hiệu quả, giúp thu ngân sách từ đất tăng lên. Tính đến ngày 25 tháng 12 năm 2019, nguồn thu từ đất đạt gần 173.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 11% trong tổng thu ngân sách nội địa. Tuy nhiên, ông Trịnh Đình Dũng cũng thẳng thắn cho rằng, việc quản lý, sử dụng khai thác các nguồn tài nguyên ở một số địa phương còn lãng phí, thất thoát, thậm chí có nơi còn rất nghiêm trọng, nhất là vấn đề đất đai. Ngoài ra, công tác bảo vệ tài nguyên nước cũng chưa được các địa phương quan tâm đúng mức. Vì vậy, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2020 tới đây cần thực hiện một số nhiệm vụ như tiếp tục hoàn thiện thể chế liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường, đặc biệt là luật đất đai. Trong đó, tập trung sửa đổi một số điểm vướng mắt gây cản trở cho quá trình phát triển, cũng như thất thoát các nguồn tài nguyên. Ông Dũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc phải xác định rõ giá trị của đất khi sửa luật đất đai, vì đây là vấn đề đang vướng mắt rất lớn. Vẫn theo Phó Thủ tướng, hiện tại Việt Nam không có nguồn lực để giải phóng mặt bằng, nên hầu hết địa phương đều không thực hiện đấu giá đất trong những năm vừa qua. Do đó cần phải làm rõ việc đấu giá, đấu thầu đất như thế nào cho phù hợp, để dù chưa giải phóng mặt bằng nhưng vẫn có thể đấu thầu được. Bên cạnh đó, ông dũng cho rằng bộ tài nguyên môi trường cần tập trung để sửa đổi, bổ sung luật bảo vệ môi trường, phải hành động quyết liệt hơn nữa trong các giải pháp bảo vệ môi trường, không chỉ ở các đô thị, khu công nghiệp mà cả ở vùng nông thôn. Thiếu tướng Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phó Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo lực lượng 47 phải đấu tranh không ngừng nghỉ. Phát biểu tại hội nghị quân chính Bộ Tư lệnh Thành phố năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 hôm 26 tháng 12, Thiếu tướng Ngô Minh Châu nói rõ phải làm cho các thành viên trong lực lượng 47 hiểu rằng những điều không được làm là gì, còn lại tự do tác nghiệp theo nghiệp vụ đào tạo. Ông Châu nói và cho rằng như thế, những người trong lực lượng 47 mới mạnh dạng tác nghiệp toàn diện, kịp thời trên không gian mạng. Chứ hiện đang rơi vào tình trạng xin ý kiến chỉ đạo rất khó. Ông Châu so sánh việc lực lượng 47 cứ phải xin ý kiến chỉ đạo sẽ gây bỏ chân, bỏ tay, không làm gì được, như gà công nghiệp. Còn theo ví von của ông Châu, phía lực lượng 47 chống lại là gà ta, chạy khắp nơi và rất linh hoạt. Thiếu tướng Ngô Minh Châu nói thêm, không gian mạng là không gian không ngủ, thông tin xảy ra lúc 1 giờ sáng, 2 giờ sáng và bất kể lúc nào. Mức lan tỏa thông tin hơn cả thần tốc. Do vậy, lực lượng 47 cũng phải không ngủ khi phát hiện thông tin cực kỳ quan trọng, phải phản ứng và xử lý ngay trong đêm, chứ không cần chờ tới sáng. Lực lượng 47 hay còn gọi là Trung đoàn 47 do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam lãnh đạo. Lực lượng này chuyên trách nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục trên không gian mạng đấu tranh chống các quan điểm bị cho là xe trái, tù địch với quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam hay những đối tượng cơ hội chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam. Tổng cục Hải quan Việt Nam hôm 27 tháng 12 cho biết, cơ quan này đang siết chặt việc kiểm soát phát hiện hàng Trung Quốc, dán nhãn Việt Nam xuất sang Mỹ và đã phát hiện 19 nhóm hàng có nguy cơ bị gian lận cao, có kim ngạch tăng đột biến vào thị trường Mỹ và EU. Tại họp báo vào sáng ngày 27 tháng 12 về vấn đề hàng hóa giả mạo xuất xứ hàng hóa Việt Nam, Tổng cục Hải quan cho biết đã lập một tổ công tác đặc biệt tổng tấn công các doanh nghiệp có dấu hiệu giả mạo xuất xứ. Tổng cục Hải quan cho biết đã lập danh sách 24 doanh nghiệp có rủi ro về gian lận, giả mạo xuất xứ trong phạm vi toàn quốc để kiểm tra. Ông Nguyễn Tiến Lộc, cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan nói tại cuộc họp báo rằng cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc từ năm 2018 đến nay đã khiến nhiều dòng hàng của Trung Quốc xuất vào Mỹ bị đánh thuế cao. Cục kiểm tra sau thông quan đã thực hiện kiểm tra 9 doanh nghiệp và phát hiện hành vi gian luận xuất xứ đối với hàng xuất đi Mỹ của 4 doanh nghiệp. Đó là 3 doanh nghiệp lắp ráp xe đạp, xe đạp điện và một doanh nghiệp lắp ráp mặt hàng sản phẩm gỗ là giá, kệ bếp. Các doanh nghiệp Trung Quốc được cho biết thường sản xuất hàng từ Trung Quốc rồi mang vào Việt Nam để dán nhãn, sau đó xuất đi Mỹ để tránh thuế. Theo kết quả đợt thanh tra mới nhất, Ủy ban châu Âu EC khẳng định sẽ không rút thẻ vàng cho Việt Nam nếu Việt Nam còn dù chỉ một tàu cá vi phạm đánh bắt ở vùng biển nước ngoài. Đồng thời, EC cũng sẽ tiến hành kiểm tra thêm một lần nữa các khuyến nghị trong vòng 6 tháng tới. Đó là thông tin do bà Nguyễn Thị Trang Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Thủy sản, nói với báo trong nước chiều ngày 26 tháng 12. Đoàn thanh tra của EC đã có mặt làm việc tại Việt Nam từ ngày 5 đến 14 tháng 11 nhằm ra soát việc thực thi các khuyến nghị của EC về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU của Việt Nam. Theo đó, EC đánh giá Việt Nam có nhiều tiến bộ so với đợt kiểm tra lần 1 trước đó vào tháng 5 2018 và đang đi đúng hướng. Cụ thể, Việt Nam được cho rằng đã bắt đầu tiến hành triển khai thực hiện luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn luật trên thực tế và đã cải thiện đáng kể trong công tác theo dõi, kiểm soát, giám sát tàu cá so với lần kiểm tra đầu tiên. EC đánh giá cao Việt Nam đã nỗ lực trong công tác quản lý khai thác thông qua việc quản lý đội tàu khai thác xa bờ bằng cách cấp giao hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản xa bờ cho 28 tỉnh ven biển. Tuy nhiên, còn một số điểm hạn chế của Việt Nam bị EC nêu ra như mức xử phạt còn nhẹ so với khu vực, mẫu chứng thư khai thác còn thiếu một số thông tin so với quy định tại châu Âu Tiến độ lắp đắp thiết bị giám sát còn chậm. Đoàn thanh tra của EC cũng được nói vẫn quan ngại về quy mô lớn của đội tàu đánh cá của Việt Nam, cũng như tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm đánh bắt trong vùng biển nước ngoài vẫn chưa có dấu hiệu giảm. EC khuyến nghị Việt Nam cần tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện khung pháp lý trong thực tế, điều chỉnh, bổ sung các thông tin trong bộ chứng thư khai thác, hoàn thiện kế hoạch lắp thiết bị giám sát. Đặc biệt, EC khuyến nghị Việt Nam cấm việc đóng tàu đánh cá mới, thu hồi giấy chấp thuận đóng mới, xây dựng kế hoạch giảm tàu cá, hạn chế ngày khai thác trên biển. EC cũng khuyến nghị Việt Nam cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về nghề cá, công tác quản lý nghề cá, lập danh sách IUU đối với các tàu cá vi phạm và hậu quả pháp lý để theo dõi xử phạt, áp dụng biện pháp nghiêm khắc trong trường phạt. Việt Nam được yêu cầu phải nộp các báo cáo tiến độ liên quan các nội dung trên trước ngày 15 tháng 5, 2020. Malaysia vừa ra quyết định áp thuế chống bán phá giá từ 7,7% lên hơn 20% đối với một số sản phẩm thép của Việt Nam. Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2019 và kéo dài trong 5 năm. Truyền thông trong nước vào ngày 27 tháng 12 dẫn nguồn theo thông báo của Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Malaysia, MITI công bố thông tin vừa nêu một ngày trước đó. Thông báo của MITI cho biết Malaysia bắt đầu áp thuế chống phá giá đối với thép cuộn cán nguội thép không hợp kim nhập khẩu vào nước này từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Theo đó cụ thể sản phẩm thép Bosco Việt Nam bị áp mức thuế 7,7%, cùng một số sản phẩm thép khác nhập khẩu từ Việt Nam phải chịu mức thuế hơn 20%. MITI thông báo cho biết quyết định mới về áp mức thuế chống bán phá giá với sản phẩm thép nhập khẩu được đưa ra sau khi hoàn tất cuộc điều tra theo đơn kiện của các doanh nghiệp sản xuất thép nguội Malaysia, cáo buộc rằng những sản phẩm thép nhập khẩu từ bốn nước nêu trên có giá thấp hơn giá bán ở thị trường nội địa và thiệt hại cho ngành công nghiệp thép của Malaysia. Sản phẩm thép nhập khẩu từ Hàn Quốc sẽ chịu mức thuế thấp nhất 3,84%, và sản phẩm thép của Nhật Bản sẽ chịu mức thuế cao nhất đến 26,39% theo quy định áp thuế chống bán phá giá thép mới nhất của Malaysia. Do biện pháp kiểm duyệt khắc khe của chính phủ Hà Nội, việc truy cập trang web của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do tại Việt Nam là rất khó. Tuy nhiên, đừng lo, tuần lửa sẽ không còn là trở ngại. Hãy truy cập vào trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.achautuyo.info www tự do info Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi đến cuối phần tin tức thời sự của chúng tôi hôm nay. Mong quý vị cùng trở lại với chúng tôi vào bản tin tuần sau, cũng ngay trên kênh youtube của Đại Châu Tự Do. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Trung Khang cầu chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật yên vui. Xin chào và hẹn gặp lại.